dọn anh à? Thế này. Kiểu quán cái này đi. À, Lam muốn nào? Lam muốn nào? Lam muốn chia nè. À, Lam muốn đi chì nè. Đi chì nào? Rồi, lấy kem đi. Lam muốn chia nè. Ok. Đọc chị hai. Đọc chị hai hết cho chị hai hết ra. Ok, tiếp theo là đeo bông tai nha. Ok, giờ cho chị hai hai mấy đứa đeo bông tai. Rồi chị em bông tai đi. Bông tai đâu? Bông tai nè con. Đâu? Bông tai phải không già? Hả? Bông tai hiên. Dạ, tí giờ chị hai bóc cho con bóc rách á. Giờ lấy bông tai nữa. Đây là bông tai nè. Đó chỉ xài lửa. Xài xài muốn bông tai này. Thì hãy lấy cho nó là gì? Cho nó là gì? Hãy lấy bạc cho nó đó. No! Ở đây. Xích xuống. Xích xuống. Xích xuống. No, no, no! Trời ơi, la la! Nè. Yeah. Hãy lấy cái kia. Chơi dán cho. À, em dán chị em chỗ ơi chị chỗ nó là tự không lấy tay của em không làm là nó là chứ sao là đầu tóc là ghê quá vậy. Xong chưa? Em bé xong chưa? Chưa đi chuyện. Mới đi chuyện hả? Đâu, nhìn đâu. Yeah. Mami, chú chuyện. Bé đẹp quá. Mami, chuyện đâu. Chuyện đâu. Chị em đi chuyện kìa. Phải làm búp bê khác hay chuyện khác? Rồi, có búp bê khác nha. Đẹp bé. Trong nước nát nè. Cho xa lỡ cái miệng. Con này funny. Làm con này funny. La la. Chị xem lỡ cái này. Cái nào funny. Lỡ funny. Như vậy đẹp luôn. Funny lại đẹp. Cái này đẹp. Cái mày đâu? Ok, hiểu rồi. Funny. I don't care. I love it. Mommy. Đi chuyện rồi mà sao? One. Nó sẽ sợ không muốn gì chị. Nhiều quá. Lấy cái này nè, có nhiều lắm. Cái này nè. Look, mommy. Bông tai nè. Bông tai đẹp quá. Nè, dán đi hư con.
này đâu vậy? Em lấy đâu vậy? Sẽ làm một, la la làm ba cái, sẽ làm ba cái nha.